Trung tâm Hiền Miu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi trưa ngày hôm nay thì Hiền Miu về rất nhiều hàng. Cũng cắt bao xin phép tiếp thị giới thiệu tới toàn thể quý đại gia đình nhà mình nhá. Đầu tiên thì ngày hôm nay thì Hiền Miu về một cặp loa 4726X. Phải nói là mới 95-97% anh em nhá. Với là tại Việt Nam Hiền Miu xem tất cả kênh rồi, chưa có đôi nào mới như cái đôi này. Đôi này thì được rất nhiều anh em thích, bởi đây là một dòng loa 40 đơn khủng nhất tại thời điểm này. Không có đôi nào vượt qua về sức mạnh và độ đẹp và độ Tây châu Âu của nó anh em nhá. Anh em nhìn 4726X thì sẽ sở hữu là một bát 40 đơn, một chép kèn, nhưng tất cả cấu trúc là đôi vơ là bát đều cối 100 và tép là cũng cối 100, nhưng đòi sở hữu sơn trần nhựa cao cấp quá chất luôn. Anh em nhìn cái nước sơn của nó này, quá đẹp luôn. Khi cắt bao ra cũng như là không nghĩ là nó mới như thế này. Bát còn xanh biếc luôn. Mới nhiều đôi thì có thể màu nó ngả vàng rồi, nhưng con này màu mà nguyên bản xanh đét. Đem nó này, mới đét đẹp đẹp. Ốc hầu như là chưa tháo luôn. Vậy là quá đẹp luôn. Những đôi 4726X mà tuyển chọn được như này thì tại thời điểm này chắc có lẽ là không có trung tâm nào có một cái đôi nào mới như đôi này. Thế mới cắt bao thôi. Còn về chất âm của 4726X thì nó sẽ vượt xa chất âm của SX715, vượt xa chất âm của các dòng khác anh em nhé. Mà kiếm được đôi siêu tầm mới như này thì rất là ít. Nhưng này Hiền Miu về một cặp xin phép tiếp thị giới thiệu tới anh em. Quá mới luôn. Thôi mẹ cứ để đây tí con cắt. Thôi được, đi ra. Tí nữa 4726X. Chiếc thứ hai này, mới này mà. Hôm nay thì anh em Hiền Miu đang đi thi công tổng 5 phòng hát tại Thanh Hà, cho nên là không có anh em thợ ở nhà. Nhưng giới thiệu tới anh em là hàng về vẫn thông báo cho anh em nào chơi đầu tư cho phòng diện tích càng rộng càng hay. Bây giờ từ 30m² anh em đã chơi được đôi này rồi, nhưng mà kể cả phủ đến 6-7m² đều ok anh em nhá. 4726X tuyển chọn hàng siêu tầm, liên hệ bên em. Giá cặp này cũng xin thông báo để anh em sơ lược nắm được nhá. Giá cặp này có mức giá là xấp xỉ 60 triệu. Có thể trung tâm khác, có thể những đôi đẹp này họ bán có thể cửa tiền trên như Hiền Miu bán là xấp xỉ 60 triệu cặp này. Phải báo rõ thế để anh em đầu tư mua biết. Còn có những đôi xấu hơn thì anh em có thể đầu tư với mức giá trên 50 một tí, hoặc là dưới 50 thì tùy. Nhưng cặp mới này thì Hiền Miu cũng phải mua vào với đầu vào cao, nên cũng bán cho anh em mức giá là xấp xỉ 60 triệu anh em nhá. Tiếp theo lại về thêm một cặp loa 4733A sơ chi 2. Nói đến 4733A thì sở hữu là 2 bát 40, là đàn em của 4733X. Nhưng nói đến 4733A thì cái độ mềm mại khi nghe trong nhà có độ chất riêng so với 4733X thì mạnh mẽ hơn. Như đôi này thì sở hữu là 2 bát 40, cũng sở hữu từ 220 cố 100, họng kèm tép cũng cố 100. Đời này đời A nên sở hữu là thùng nỉ anh em nhá. Nhưng mà loa phải nói là cũng ướt át cho anh em luôn. À, nguyên bụi tây thơm lừng luôn. 2 bát 40 một kèn. Thì đối với chân hàng này, đối với đôi loa này thì Hiền Miu xin phép báo giá mức giá là ngoài 50 triệu để anh em đầu tư. Và chất tiếng của nó thì không thể chê được, vì nó là sở hữu 2 bát 40 nên rất mạnh, uy lực đi xa, khỏi chê về chất âm. Rồi thêm một cặp nữa. Đây là đôi 4732. 4732 thì nó sở hữu là 2 bát 30, một kèn kết hợp với một xì nữa. Đôi loa này thì có độ chi tiết hơn, vì đôi loa này có thêm cái xì này, nó đánh ở giải cao, cộng hưởng cực hay về giải trung tép nhuyễn. Hàng thì quá quý anh em nhìn, đẹp là đẹp nha anh em nhá. Đối với đôi 4732 này, thôi đi ra cả, ra mở không phải cắt tí nữa mình dỡ vứt đi cả. Đôi 4732 tuyển chọn kỹ này, Hiền Miu zin cho anh em từ A đến Z, để cho anh em mức giá đầu tư khoảng 52 triệu đồng anh em nhá.
Với những đôi này thì chất âm nó sẽ vượt xa chất âm của các đời như SX75 rồi em nhá. Nó sở hữu cấu trúc đời level là gồm có 4 loa, trong đó 2 loa bát, 1 loa tép và 1 loa xì đẳng cấp. Còn đây là đôi 738 xịn sò nó. Đôi bát thì Miu đang chuyển về sau một chút. Đấy. 738 cũng về một đôi. Đẹp lung linh, bông tưa một mũi cực cực. Chung tép thì đang kiểm tra là ok rồi. Nhưng bát thì Miu về sau một chút. Đang về một đôi bát nữa. Nó về sau một chút anh em nhá. 738 SX738. Đang chỉ chiều mai là sẽ về đôi bát 2268 HPL để đưa vào đây đâu. Thì là hoàn thiện một đôi này luôn. Tiếp theo thì mới lại về thêm một cặp Sec Win Vega Mỹ đỉnh cao. Sở hữu 3 way nha anh em nhá. Đôi này là đôi 15-25 mã. Một bát 40. Một chung kèn và một tép kèn mới công cộng. Nói đến thương hiệu của Sec Win Vega thì đặc sản xuất tại Mỹ rồi. Còn đời này đời cao, sở hữu thùng da cao cấp. Đôi này nhờ chơi gia đình ngọt ngào nhưng giá thành cũng rất là êm rồi. Thì anh em xem. Đôi này anh em vừa nghe nhạc được và vừa hát karaoke cực kỳ bay bổng và dễ ghép, dễ đánh anh em nhá. PS15F 25 mã. Đời sản xuất USA xịn sò. Tiếng của nó thì em cũng xin thưa với anh em là cửa tiền như đôi này có thể còn hay hơn 825, hay hơn 925 luôn. Dám khẳng định với anh em vậy. Sở hữu cấu trúc 3 way. Một bát này, một chung kèn và một tép kèn. Em bao chất cho anh em chơi đôi này mà cửa tiền vô cùng hợp lý rồi. Thế mới bán cho anh em giao lưu đôi này với mức giá 21 triệu đồng. Bao chất lượng đỉnh cao luôn. Hay và với kích thước thùng khá gọn để anh em trưng bày. Đẹp lung linh, tuyển chọn không vết xước. Hàng bãi cơ bản anh em mua được những đôi đẹp mi hiếm, chứ còn đôi nát thì nhiều anh em nhá. Tuyển chọn giá 21 triệu, giá bán là tại cửa hàng anh em nhá. Còn phía bên cạnh đây là về 14732 nữa. Những đôi này thì cũng phải xin thưa anh em là rất nhiều anh em thích. Thì Miu bán nhiều biết rồi. Chất tiếng của nó vừa nghe nhạc được, vừa karaoke được, vừa dã nhạc nhẹ được, vừa dã nhạc mạnh được. Thì cơ bản hôm nay thì số lượng chân hàng về gồm tổng 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi. Được xin phép thực hiện giới thiệu tới toàn thể quý anh em bạn bè. Em nhu cầu đầu tư, mua về những sản phẩm JBL đẳng cấp chuyên nghiệp thì liên hệ Hiền Miu nhá. Còn cửa hàng bên cạnh đó thì còn rất nhiều những mã loa cao cấp để anh em chơi gia đình nữa. Đặc biệt Miu rất mong được anh em đến tại trung tâm để thẩm âm. Và đặc biệt là kỹ thuật phối ghép bên em thì đủ các loại từ đẩy, vang, micro ở mọi giá thành khác nhau, phục vụ cho quý anh em. Đấy. Toàn hàng JBL Mỹ xịn sò anh em nhá. Một đó thực hiện video clip ngắn là giới thiệu hàng về, đồng thời lướt qua cho anh em nào nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ nhá. Ở đây là đôi can trôn